giờ mới nói. Nhưng mà còn dĩ nhiên thì cũng có những, mình chỉ mới xem 2 lần, thông thường xem 2 lần thì cũng chưa, sẽ có những cái chưa hiểu á, thì mình muốn hỏi cái chi tiết này là cái mà có cái game ấy, có một cái trò chơi mà mình theo mình biết xưa giờ Linh làm MV, chẳng hạn như 2 cái MV trước Tứ Phủ với cả Mị thì không có cài quảng cáo, thì không biết cái này là quảng cáo hay là như thế nào ạ? Thế thì phải mời Patry lên trên này luôn ạ. Đây là một cái người bạn đồng hành của Linh. Tại sao mà Linh lại gọi là một người bạn đồng hành? Là tại vì thứ nhất là bản thân nói với Linh thì đúng như anh nói, là bởi vì Linh thường là không tìm được tiếng nói chung với những người đồng hành. Tại vì thứ nhất là họ chưa bao giờ làm việc với Linh, họ cũng chưa thể hiểu được cái điều mà Linh mong muốn. Thực ra mình muốn đóng góp nhiều hơn thì lần này khi gặp Budgie, thì khi mà chia sẻ cái ý tưởng thì Linh muốn làm một cái music video mà nó đây như anh đã thấy rồi, nó là một cái ca khúc mà nằm trong album Hoàng, và đây lại là một trong những ca khúc mà được khán giả, một trong những ca khúc được yêu thích nhất. Thì cá nhân Linh thấy rằng là lúc đầu là Linh không có cần phải một người bạn nào đồng hành cả, bởi vì trước đây thì bởi vì cá nhân Linh thì như anh thấy 10 năm nay thì Linh vẫn tự đầu tư cho tất cả các cái dự án của mình, nhưng mà lần này thì Linh muốn mang một sự thú vị mới, khi có một người bạn đồng hành, người ta hiểu mình, người ta tôn trọng những cái ý kiến của mình, và người ta cũng có những cái yêu cái văn hóa Việt Nam, và cũng muốn là ủng hộ nghệ sĩ nữa. Thì cái vấn đề thương cái sự vất vả của một người nghệ sĩ này, thương cái điều khao khát của Linh này, và cộng thêm là hiểu được cái tư duy sáng tạo của Linh, thì đấy là lý do vì sao có Patry đồng hành với Linh trong cái dự án lần này. Phần nữa là những cái sản phẩm của Linh làm thì nó sẽ rất là khó khi mà đưa một cái nhà tài trợ vào, cho nên là phải cân nhắc rất là kỹ. Và Patry cũng đã thay đổi rất là nhiều, ví dụ như là các anh chị thấy rằng là cái logo của Patry trong một vài cái Linh cũng đã biến nó trở thành một cái văn hóa, hình ảnh mà nó dùng cái phông chữ mà nó Việt Nam hơn. Và tất cả những cái gì đấy mà như là đặt một cái game trên một cái nền, một cái bàn cờ tướng, mọi thứ, tất cả mọi thứ, thì nếu mà các anh chị để ý kỹ thì cũng thấy rằng là mọi thứ rất là tinh tế. Và nếu như họ không đồng ý với sự tinh tế này thì Linh cũng không đồng ý với cái hợp đồng này. Vâng, thì nguyên tắc của Linh là như vậy. Cũng có thể rất lâu nữa thì Linh mới có một nhà đồng hành nữa, bởi vì tính Linh thì rất là khó tính. Thì nhưng mà ngày hôm nay thì cũng phải trân trọng cảm ơn Patry vì đã hiểu và đã đồng hành với Linh trong cái dự án lần này, với mong muốn là mang lại sự thú vị thôi, và đã nhận được cái sự ủng hộ từ Patry để mà cái mùa lễ hội này mình có thêm một cái music video nữa, thì đó cũng là một cái sự may mắn. Sau khi hỏi cái câu đầu hỏi sương sương ấy, thì cho tôi hỏi thêm 2 câu nữa nha. Tại vì thật ra thì theo tôi biết có một cái thông tin là Linh đã nhắm tới cái việc làm cái MV Duyên Âm ngay từ đầu rồi, đúng không? Tức là mặc dù trong họp báo Linh nói theo kiểu là các anh chị cứ vote đi, rồi tôi thấy cái nào phù hợp thì tôi sẽ làm MV, nhưng mà theo tôi biết là Linh đã nhắm vô Duyên Âm từ đầu, trong khi đó ví dụ tôi là team kẻo kè chẳng hạn. Bây giờ là tôi cảm thấy mình giống như tôi đang bị phản bội vậy đó, nhưng không biết là Linh sau MV Duyên Âm thì có tính quay thêm một cái MV nào cho cái ăn trong lĩnh vực này nữa hay không? Thực ra phải nói một cái điều mà Linh muốn nói từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ phải đợi đến khi mà cái music video tiếp theo trong album Hoàng gia thì Linh mới tâm sự được tiếp đó, thì mới có cơ hội, là bởi vì chính Linh cũng đang rất là Linh không bao giờ có một cái ý nào để mà đánh lừa hay gì cả. Bản thân Linh chỉ là bây giờ đứa con tinh thần nào mình cũng thích. Nghe kể cả những cái lượt nghe, lượt xem ở trên digital cũng cho thấy rằng là em đây chẳng phải Thế Kiều cũng rất là được yêu thích, đúng không ạ? Nhưng tại sao? Bởi vì Linh nghĩ rằng ở cái thời điểm này, ở thời điểm mà mùa lễ hội như thế này, thì Linh muốn mang lại một cái không khí nó tươi vui, và khi kết thúc năm rồi thì mình thường rằng là mình sẽ có những cái ngày mà ngồi bên gia đình, ngẫm nghĩ lại một năm qua mình sao, rồi ngẫm nghĩ xa hơn là sống đến tuổi này rồi thì suốt cái cuộc đời mình đã sống đến đây thì mình đã gây nghiệp gì, hay ai đã gây nghiệp gì cho mình đúng không ạ? Và cái điều gì cần phải rút kinh nghiệm, mặc dù là người ta nói thì mình vẫn cãi đấy, thế nhưng mà cuối cùng thì cũng phải bắt tay lên trán, thì sau khi cãi xong thì cũng phải nghĩ, đúng không ạ? Thì đấy chính là con người, đấy chính là cuộc đời. Thì Linh cũng muốn là cuối năm thì mình cũng có một cái sản phẩm để mà mình tự chiêm nghiệm lại tất cả những cái điều mà mình đã làm, đã quyết định những cái điều mà mình đã sai, những cái điều mà mình đã gây nên nó không tốt, hoặc ngược lại những cái điều mà mình đã cải thiện cái suy nghĩ của mình, cái hình ảnh cuối cùng đấy ạ. Khi mà cô này có gặp trắc trở đi đâu, cô cũng gặp rất nhiều những cái lời nói xấu, rồi bàn phím thì ra rất nhiều những câu thành ngữ, ví dụ như mặt sứa gan lim, rồi là Linh nhấn vào rất nhiều thành ngữ. Và có thể chụp lại màn hình khi tối nay khi lên trên YouTube thì mọi người sẽ kỹ hơn, nhìn thấy kỹ hơn câu thành ngữ đấy là gì. Đấy là tất cả những điều mọi người đã nói về Linh và được biến thành thành ngữ. Ông bà ngày xưa nói thế nào là cho bàn phím nói ra hết. Thì cũng chỉ là một phần thôi, nhưng mà mình tổng hợp lại thì khi mà cô ấy gặp lại tất cả những cái nghiệt duyên của cô ấy, dù là bạn ấy gây ra hay chính mình gây ra thì nó cũng là nghiệt duyên, nó đã khiến cho mối quan hệ đấy đổ vỡ, đúng không ạ? Và cho tới khi mà cô chọn cách là mình hòa với tất cả, tha thứ cho tất cả các bạn, tha thứ cho chính mình luôn, thì lúc đấy cái cảnh cuối là cô gặp một cái bà chúa Thanh Xuân đi đến, thì lúc đấy cô được giải thoát, lúc đấy cô mới được giải thoát. Và chính cái sự tha thứ đấy cho bản thân mình và cho tất cả mọi người và cho tất cả những cái điều mà nó đã đến với cuộc đời mình, thì lúc đấy cái sự thanh thản nó mới đến, và sự vui vẻ nó cũng mới đến, và sự hạnh phúc lúc đấy nó mới thực sự. Thì đấy là cái hình ảnh cuối cùng, là cái hình ảnh mà khi mà cô ấy tự giải thoát trên cái bàn cờ đấy, thì khi mà cô ấy gặp những bữa tiệc cuối cùng của mình, lúc đó ở cầm trên tay của bà chúa Thanh Xuân, đúng rồi. Tại sao Linh không dùng cái lồng chim mà Linh lại dùng bàn tay? Thực ra vận mệnh là bàn tay mình hết. Mình tự thả thì mình thả ra, và mình đắng quá thì nó vẫn ở đấy. Mình cố chấp như thế nào thì mình sẽ không thoát được, nhưng mình chỉ cần tự cởi mở chính cái bộ não của mình thôi, mình sẽ thấy nhiều con đường sáng khác. Thì đấy là cái ý nghĩa. Linh tại sao Linh làm nhiều màu sắc, mặc dù ý nghĩa rất là nhiều cái ý nghĩa như vậy, nhưng làm màu sắc là bởi vì Linh muốn rằng là thực ra là cô Mị rất là yêu thương, và ngày hôm nay cũng chính là ngày nửa năm cô Mị ra mắt, cũng là ngày 19 nhưng mà cô Mị là ra mắt vào tháng 6, và ngày hôm nay là tháng 12 là Duyên Âm ra mắt. Thì Linh có rất nhiều những bạn khán giả trẻ, Linh cũng không mong muốn là các bạn phải gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng mà biết đâu các bạn có thể hiểu được một gì, thấm được cái gì khi mà xem bên Duyên Âm, những cái màu sắc tươi mới để mình gần gũi hơn các bạn ý. Và cũng là cái mùa lễ hội rồi, nên cũng muốn mang đến những cái không khí tươi vui, những cái ánh sáng nó thực sự là nó lạc quan, vui vẻ, không có gì u ám cả, mặc dù cái tên bài hát là Duyên Âm. Thưa các tính hỏi thêm câu nữa mà nãy Linh trả lời luôn rồi, cho nên có anh chị nào hỏi thì nó cũng hơi oan ức là bọn em thật sự cũng không có tính trước là làm một bài nào đó đâu, rồi đến tới khoảng trước 10 ngày vừa rồi thì mới biết là thôi chốt là làm bài Duyên Âm, chứ thật sự tại vì em cũng khó xử đấy, tại vì đúng không là phải bài nào, không phải tính từ đầu là làm bài Duyên Âm đâu ạ. Em mời anh Hùng ạ. Chào Linh. Thì trước tiên anh muốn chia sẻ là anh rất là thích cái khúc này. Có thể là tối anh sẽ về anh coi lại nữa, tại vì nó có rất là nhiều chi tiết, đặc biệt là về trang phục rồi màu sắc. Không biết phải bạn Hoàng cô stylist cho em không? Dạ đây ạ. Anh có thể hỏi chi tiết hơn nữa. Thì thứ nhất là về cái hình tượng mà Linh nói là cái bà chúa Thanh Xuân ấy, thì đây là một cái sự tưởng tượng của mình hay là mình lấy hình mẫu từ đâu? Hỏi từng câu đi ha. Không biết ai trả lời thì cũng được, ekip hai người thống nhất nhau nên phải trả lời. Đó là câu thứ nhất. Thì em sẽ trả lời trước nha. Cái hình ảnh bà chúa Thanh Xuân này thực ra là nó lấy, thực ra bà chúa Thanh Xuân thì em nghĩ rằng là mọi người sẽ chắc cũng chưa bao giờ nghe, thì nó là một cái từ mà khi tụi em nghĩ về Thanh Xuân của mình thì tụi em là tụi em trong đội tuyển sản xuất đấy. Và mình, Linh có hỏi mọi người là thế bây giờ cái điều gì mà cả tuổi thanh xuân mà tiếc nuối nào kiểu như vậy, hỏi rất nhiều để lựa chọn ra những câu chuyện cho những cái. Đây là một cái bữa tiệc hội làng mà có rất nhiều game, cả game 4.0 thời đại bây giờ, cũng có cả những cái game mà từ thời xa xưa, ví dụ như là góc gạo, thổi lửa đấy. Thổi lửa mà đấy, rất nhiều, rồi là nhỉ dây, rồi rất nhiều những cái game, rồi là cờ tướng. Thì trong đó có cả những cái game 4.0 của thời đại bây giờ mà các bạn ấy đang rất là yêu thích. Thì nó là một sự giao thoa thôi. Game nào cũng mong muốn là mang đến cho người ta một cái sự thư giãn đầu óc sau tất cả mọi chuyện mệt mỏi. Thì Vinh nghĩ đây cũng là Là bí. Sau đây anh là tại không phải tại một thời điểm này em ít được ngủ quá nên là nhiều lúc em không có khả năng tập trung nhiều. Thì cái hình tượng, thì sorry anh, hình tượng bà chúa Thanh Xuân thì đúng là khi em hỏi tất cả mọi người trong ekip thì mọi người cũng đã muốn có một cái người đại diện cho cái 30 năm đầu đời của mình, một cái thời điểm mà người ta nói thực ra ở lứa tuổi của em là đã sống được nửa đời rồi đấy ạ. Thì mình muốn có một cái người đại diện cho nó mà thực ra cũng là chính mình thôi, mình tự tha thứ cho chính mình, tự làm mọi thứ. Thì bà chúa Thanh Xuân đấy cũng chính là linh nóng luôn, mình tự tha thứ cho chính mình, tự bỏ qua tất cả những cái điều mà cuộc đời thì đã trải qua bao giờ đâu. Mình cũng chỉ trải qua lần đầu thôi, và ai cũng như nhau thôi, cũng đều có những cái điều mà làm được và chưa làm được, và đến một lúc nào đấy thì cần phải đúc kết. Thì 30 năm em muốn có một cái sự đúc kết, và đấy là lý do tại sao em chọn cái hình ảnh của bà chúa Thanh Xuân để em kể một cái chặng đường mà nửa đời người mà em đã trải qua. Và trong khi mà em đã tự thoải mái với tất cả mọi điều thì em thấy rằng là đúng là 2019 mọi thứ thực sự rất là tốt đẹp với em, và em đã lựa chọn cái hình ảnh đấy. Đấy cũng là một cái sự tâm sự, cũng là một sự báo cáo.